Nhắc đến các tỷ phú giàu có, người ta có thể ngay lập tức kể tên Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos. Tuy nhiên, với những gia tộc giàu có nhiều đời trên thế giới, Rockefeller chưa bao giờ là cái tên bị gạt ra khỏi danh sách. Theo đó, từ hơn 100 năm trước, doanh nhân John Rockefeller đã thành lập công ty Standard Oil và trở thành tỷ phú đầu tiên của thế kỷ 19. Nhiều năm sau, gia đình Rockefeller đã đi khắp thế giới và hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, tài chính, y học, nghệ thuật và vẫn duy trì khối tài sản khổng lồ của mình. Dẫu quyền quý là vậy nhưng gia tộc Rockefeller lại sống khá kín tiếng. Trong đó, Ariana Rockefeller, người thừa kế đời thứ 5 của gia tộc này là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và có nhiều dịp xuất hiện trước truyền thông. Được biết, Ariana Rockefeller sinh năm 1982 là con của David Rockefeller và Diana Newell Rockefeller. Cô sinh ra và lớn lên tại New York, Mỹ, và được coi là đại công chúa của gia tộc lâu đời này. Sau khi thừa kế tài sản của gia đình, tài sản ròng mà cô sở hữu lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ. Xuất thân trong gia đình giàu có nức tiếng nhưng Ariana chưa bao giờ quá phô trương sự giàu có như nhiều người khác. Trên thực tế, Ariana lại là người cực kỳ khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày. Cô thường xuất hiện trong trang phục đơn giản như quần jean, áo phông trơn đơn giản, không trang điểm, chỉ là ảnh selfie tự nhiên của bản thân lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, phong cách giản dị của Ariana được ảnh hưởng một phần do quan niệm quý trọng tiền bạc và giá trị vật chất mà gia đình của cô tuân theo suốt nhiều năm. Với quan niệm không phô trương mà đề cao giá trị con người, Ariana đương nhiên không ham muốn khoe khoang như những người nổi tiếng khác. Sau khi nhận bằng cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Columbia, cô bắt đầu bước chân vào ngành thời trang cũng như theo đuổi đam mê cưỡi ngựa của mình. Bên cạnh đó, nữ thừa kế cũng lan tỏa việc làm từ thiện của gia đình. Theo đó, Ariana vẫn thường thay mặt gia đình tham gia tại các buổi dạ tiệc từ thiện và sự kiện thời trang mà cô yêu thích. Trong những dịp trang trọng như vậy, cô cũng sẽ thể hiện khía cạnh giàu sang của mình một cách khéo léo với phong cách lại thanh lịch, sang trọng nhưng không hề phô trương. Nhờ sở hữu vóc dáng thanh mảnh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và khí chất tao nhã, Ariana được coi là sinh ra để mặc đầm dạ hội hay còn được mệnh danh là sát thủ váy dạ hội trong giới người nổi tiếng. Từ bộ váy tham dự các sự kiện thời trang như tuần lễ thời trang, Met Gala hay các buổi từ thiện, Ariana đều biết cách làm mình trở nên nổi bật và khoe trọn vẻ đẹp riêng của mình. Mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, nữ thừa kế vẫn không ngại thể hiện gu thời trang đẳng cấp của mình. Ngoài thời trang, Ariana cũng dành tình yêu lớn cho bộ môn cưỡi ngựa. Cô từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô thức dậy lúc 5 giờ 30 mỗi sáng để bắt đầu tập luyện, ngoài việc hoàn thành nhiều động tác khó, cô còn tự mình hoàn thành việc huấn luyện và chữa trị cho ngựa. Hiện tại, Ariana vẫn tích cực hoạt động mạng xã hội và thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống thường ngày của bản thân. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh luyện tập cưỡi ngựa cũng như cho biết bản thân đang bước đầu thử nghiệm con đường làm người mẫu thời trang.